Dạ, Sunny thân ái mến chào anh chị và các bạn. Rất vui gặp lại anh chị trên kênh Sunny Đoàn. Sunny đang đứng ở con đường Phan Văn Trị thuộc phường 5, quận Gò Vấp. Thì với video clip này thì vào lúc 10 giờ ngày 16 tháng 5 2022, Sunny cũng muốn mời anh chị chúng ta sẽ tìm lại hai cái địa danh, đó là chợ Cây Thị và sân banh Lê Văn Duyệt nha anh chị ha. Gò Vấp bây giờ thay đổi nhiều quá anh chị. Nhớ những năm đâu 92-93 Sunny có đạp xe đạp lên đây thì những cái nhà lầu phía trước anh chị đó là bức tường màu vàng, một mảnh đất quân đội trước và sau năm 1975. Bây giờ thì thay đổi nhiều quá. Bây giờ chúng ta sẽ lên xe chạy một cách rất từ từ để đi qua cầu Hang Trong tới chợ Cây Thị. Từ đó chúng ta có con đường Nguyên Hồng, xưa là Trung Dũng, để chúng ta nhìn lại cái sân banh Lê Văn Duyệt, mà nơi đó có kỷ niệm rất nhiều anh ở ngã tư Sớm Gà, ở Bà Chiểu của cái vùng đất Gia Định Sài Gòn, một nơi rất là nhiều kỷ niệm. Và trên đây cũng muốn đưa anh chị về những cái địa danh đó. Phía sau lưng Sunny đó, về hướng ngược lại đó thì ra ngã tư Ga, ngay chỗ xa lộ Đại Hàng. Và trước khi đi thì Sunny cũng kính chúc cô chú anh chị và các bạn luôn lúc nào cũng vui vẻ, mạnh khỏe và hạnh phúc. Bây giờ chúng ta sẽ đi dài về cầu Hang Trong. Bảo đảm thì với video clip này anh chị sẽ, nếu mà xa Sài Gòn lâu sẽ rất là ngạc nhiên, nó thay đổi rất là nhiều. Một con đường Phan Văn Trị hoang vắng năm xưa, nay thì nó hoàn toàn khác rồi. Và chúng ta thẳng về cầu Hang Trong. Cầu Hang Ngoài thì nó nằm cái chỗ gần chợ Gò Vấp. Cầu Hang Trong là ở đây. Mé trái thì chúng ta có những con đường men theo đường ray để ra Bình Lợi, cầu Bình Lợi. Nhà cửa siêu thị quá trời. Nói đến mảnh đất Gò Vấp thì người nhớ đến trồng rau anh chị ha, trồng bông hoa cho những ngày dịp Tết. Nhưng mà bây giờ những mảnh đất đó thì được phân lô chia nền, thể là bán, mua đi bán lại, và có những cái biệt thự mé bên tay trái kìa. Nhà cửa bây giờ ở Sài Gòn không có tiền mua nổi anh chị. Nói chung là quá cao. Nhà đất ở Sài Gòn còn giá còn cao hơn ở nước ngoài nữa. Nó giống như bong bóng vậy đó. Đây là cầu Hang Trong nè anh chị. Một cái con đường rất là nhỏ. Đây là cầu Hang Trong. Và đây là để cho anh chị xem nha. Cái hướng về cầu Hang Ngoài đó, đường ray đó. Cái sớm men theo hai bên đường ray. Anh chị đã từng đi xe lửa chưa? Sunny đã từng, cứ xình xịt đi ngang qua cầu Hang Trong, Hang Ngoài. Cái nhà hàng Vườn Câu. Anh chị nhớ không? Ngày xưa đó, nó có những cái gốc cây đa, rồi nhà hàng Vườn Câu. Rất là nhỏ, nhưng mà giờ xây lớn lên rồi. Và con đường này nhỏ lắm, nó nhỏ ngay chỗ nó kéo dài chợ Cây Thị về đây. Nhà hàng Vườn Câu này cũng lâu lắm rồi anh chị, tất nhiên là sau năm 1975. Ở đây thì cũng có một con đường mang tên là Phạm Văn Đồng. Đây là một con đường mới sau này thôi. Nó rất là tiện lợi. Nó xuất phát từ ngã ba Chú Ía,
phi trường Tân Sơn Nhất, kéo dài về Thủ Đức, rồi tới cầu Hóa An, Biên Hòa luôn anh chị. Máy bên trái là về hướng Thủ Đức, bên phải là về ngã ba Chú Ý mà chúng ta sẽ đi qua cái giao lộ Phạm Văn Đồng. Đây là con đường mới sau này. Con đường này đi tiện lợi lắm. Sinh đi thường đi cắm trại ở Hồ Chí An thì cũng chọn con đường này để đi về cái hướng Bụ Long, nhà hàng karaoke. Một con đường nho nhỏ bé bé năm xưa, bây giờ nó hoàn toàn thay đổi. Và một điều đặc biệt, không biết là ngày xưa cái xóm ở mé bên trái có những con hẻm đi vào, tinh y thường đặt là xóm Thung Lũng, thì tất cả các con đường đều xuống dốc quanh chị, xuống sâu vào bên trong. Hôm nào Cindy sẽ khám phá nhân cái clip này nè. Có anh chị nào yêu cầu và cũng xin hỏi là cái xóm đó là hồi xưa người ta gọi là xóm gì, Cindy thường gọi là xóm Thung Lũng. Bữa nào sẽ đi khám phá cái xóm đó gọi anh chị nha. Chính vì con đường Phạm Văn Đồng được mở ra, ngày xưa không có đường đâu anh chị, nó băng qua một cái xóm Thung Lũng luôn. Thì một số người phải chia tay cái mảnh đất thân thương của xóm Thung Lũng đó, đi nơi khác sinh sống. Mé trái là có những con đường xuống dốc dài xuống dưới. Rồi, tới đây thì chúng ta thấy một cái chợ nho nhỏ, rất là nhỏ. Ngày xưa đi ngang đây thì con đường khoảng nửa con đường này thôi, hai bên bán rất là nhộn nhịp, và buổi chiều thì ưa kẹt xe. Tất nhiên thời sinh đi buôn bán nhộn nhịp lắm. Khu vực chợ cây thị năm xưa, đâu đó vẫn còn sót lại trên bảng hiệu của các tiểu thương buôn bán ở khu vực này, như là cơm tấm cây thị, nhà thuốc cây thị. Bây giờ thì giống như là một con ngôi chợ tự phát anh chị. Thanh Ni sẽ lên lề và gửi anh chị nha. Đó. Giống như phía trước mặt anh chị đó là cơm tấm cây thị nè, 310 Phan Văn Trị. Ở bên đây là thuộc là phường 1 quận Bình Thạnh rồi anh chị. Phường 11 quận Bình Thạnh. Đây là khu vực chợ cây thị đây. Thì đối với Sài Gòn thì có rất là nhiều cái chợ, nhưng mà cái chợ ngày hôm nay đó thì cái việc buôn bán giao thương thì dễ dàng, nên chợ nào nó cũng giống như chợ nào. Ngày xưa đi lại thì nó khó khăn, nên mỗi cái chợ nó có một cái nét đặc thù khác nhau theo cái ngành hàng của cái vùng miền đó. Nhưng mà giờ chợ là chuyên là bán, cũng là bán quần áo rồi thịt thà, mắm muối, rau cải củ quả thôi. Rồi, ở đây thì trở thành một cái công viên nho nhỏ. Nếu mà chúng ta đi thẳng đó thì chúng ta sẽ có một cái con đường Trần Quý Cáp mé trái để về cầu Băng Ki, về với con đường Nơ Chăn Long, Nguyễn Văn Học. Đi lên chút xíu nữa là chúng ta sẽ có con đường Nguyễn Văn Đậu bên tay phải. Ngày xưa là Ngô Thịnh Châu, để về chợ Cây Quéo, con đường Chi Lăng, Phan Đăng Lưu. Đi thẳng là chúng ta về ngã tư Bình Hòa, và tới giao lộ ngã ba này, đó là con đường Nguyên Hồng bên tay phải, ngày xưa có tên là Trung Dũng. Và Sunny sẽ từ từ lăn bánh để chúng ta thăm lại sân banh Lê Văn Duyệt. Nơi đó thì
các anh có kỷ niệm với những cái rừng cây rất là nhiều chim, rồi tre, trúc, và những cái buổi mà đi coi đá banh cọp. Đối với đá banh thì sinh đi thường rồi. Ngày xưa thì không bao giờ mà mua vé, toàn là đi coi cọp, leo rào, leo tường, rồi xin người ta vô. Chúng ta đang chạy trên con đường Trung Dũng, con đường Nguyên Hồng ngày hôm nay. Thì tất nhiên là Sài Gòn thì nó thay đổi nhiều rồi anh chị. Để tìm kiếm những cái địa điểm này đó thì cũng phải là nhờ sự chia sẻ. Một phần nữa thì cũng tìm kiếm những cái nguồn tài liệu rồi chia sẻ để mình biết. Chứ làm sao mà biết hết được anh chị. Có những cái khóm tre. Con đường này là một con đường phụ thôi anh chị, nó không có phải là con đường chính. Và nếu mà đi thẳng thì chúng ta sẽ về Gò Vấp. Và đây là cái mảnh đất sân banh ngày xưa ấy, nơi mà có rất là nhiều kỷ niệm đối với cô chú anh chị và các bạn. Sunny sẽ đi trên cái nền sân banh năm xưa. Sunny chạy lên chút xíu để cái hướng camera thì cho để anh chị dễ dàng hình dung hơn. Rồi, tới đây thì Sunny sẽ quay lại nha. Rồi, chúng ta sẽ đi vào sân banh Lê Văn Duyệt. Đây, cái mảnh đất sân banh đây anh chị. Tại cái mảnh đất sân banh giờ trở thành một cái khu dân cư. Chúng ta quẹo vào sân banh. Cái nhà mà mấy bên đi trái là ngày xưa là sân banh đó, sân đá banh. Giữa là có một cái công viên, đây là một cái giống như người ta chia lô ra xây nhà. Ngày ấy và bây giờ, gia đình ngày ấy và bây giờ, cụ thể là sân banh Lê Văn Duyệt. Sinh y chỉ là hậu sinh anh chị ha. Nếu mà có những cái gì sai thì cái gì cô chú anh chị cùng góp ý và chia sẻ. Một dòng sân banh bây giờ là nhà viết viết không đó anh chị. Và khu vực này rất là yên tĩnh. Đâu có ngờ một số người mới về đây sinh sống thì cũng không có ngờ đây là ngày xưa là sân banh cũng rất nổi tiếng ở gia đình sân banh Lê Văn Duyệt. Sớm đây là rất là yên tĩnh. Ở giữa thì họ phân lô rồi họ làm một cái công viên nhỏ nhỏ để mọi người đây ra tập thể dục. Thì không biết là có một cái điểm nhấn nào để xưa cũ không, toàn lại thấy công trình nhà mới thôi anh chị.
đây là có thể là một cái điểm nhấn. Đây, có thể đây là một cái điểm nhấn, xin đi sẽ ngừng lại nha. Anh chị thấy cái bồn nước, có thể là bồn nước, đây là một cái góc sông trong cái sân. Đây, cái bồn nước, chắc có thể đây là một điểm nhấn. Rồi, thôi, lưu luyến nhìn điểm nhấn, nó rỉ sét với thời gian. Đó, rồi đi ra con đường Trung Dũng. Cái cổng thì có thể là anh chị ngày xưa thì cái cổng ngay đường Trung Dũng này hay là nó khúc nào, và Sunny sẽ quẹo về ngã tư Bình Hòa. Ngày xưa thì Sunny cái thời gian mà Sunny lên đây sinh sống đó, thì lúc đó ở bà con ở chợ Cây Quéo đó, thì khi mà đi vào những con đường này anh chị, nhà vườn không, nhà ai cũng có cái hàng rào trồng cây, tỉa nắng nó vườn mát, xanh mát lắm. Giờ người ta về đây đã sinh sống nhiều, nhập cư về Sài Gòn. Sài Gòn là một cái nơi dễ kiếm việc. Nhưng mà nói về thật sự mà cũng theo quan niệm, theo suy nghĩ của Sunny thôi, đây là không phải là nơi đáng sống, kiếm việc học hành thì được, còn về chất lượng cuộc sống á, thì nó không bằng ở tỉnh anh chị. Ở tỉnh thì giá cả thì nó rẻ hơn, giá thực phẩm nó rẻ hơn, về môi trường nó cũng tốt hơn, nó không có ồn ào. Không quen mà người ở quê mà lâu lâu mà lên Sài Gòn, ở tỉnh lên Sài Gòn chơi đó, ở vài ngày thì ok, mà ở tuần thì rất là mệt mỏi, đặc biệt những người lớn tuổi. Con đường Phan Văn Trị, anh chị thấy bây giờ nó đông đúc. Con đường Phan Văn Trị thì nó sẽ song song với con đường Lê Quang Định. Đây, mái trái là con đường Trần Quy Cáp để ra cầu Văn Ghi. Nơi đó thì cũng có một cái xóm, Sunny cũng gọi là xóm Thung Lũng. Lý do là nó sẽ xuôi theo cái dòng kênh ngay chỗ cầu Văn Ki đó anh chị. Nguyễn Văn Học nơi Trăng Long đó. Và khi mà đi ngang đây thì bên phải thì có một con đường, đó là Ngô Tùng Châu, Nguyễn Văn Đậu ngày hôm nay. Để chúng ta về với chợ Cây Quéo, về với con đường Hoàng Hoa Thám kỷ niệm với những ngôi trường như là Nguyễn Bá Tông. Thì bên trái là ngày xưa thì còn cũng có nhà cửa, nhưng bên phải là một cái mảnh đất trống, và đường ở lề đường thì không có lề đường anh chị, nói là giống như một cái lề đường đất gì đó. Và đi ngang đây là có bên phải là có một cái chợ mà được cô chú chia sẻ khi mà ở đây đó, thì không biết có chính xác hay không, nó là một cái nghĩa trang. Thì đối với Sài Gòn ngày hôm nay thì rất là nhiều cái mảnh đất nghĩa trang và trở thành công viên hoặc là chợ hoặc là khu dân cư.
bên phải nè, có tên là chợ Phan Văn Trị, chợ Phan Văn Trị. Và Sunny sẽ đi một vòng chợ nha, coi cái cảnh ta buôn bán. Chợ này là chợ nhỏ thôi anh chị, chứ không phải là chợ lớn, nhỏ thôi cái lòng chợ. Bên hông vô lòng chợ thì rất là nhiều cái quầy phải đóng cửa. Giờ cốt yếu là người ta bán ở ngoài vậy thôi. Rồi ngã tư Bình Hòa, nhưng mà người ta thường gọi là ngã tư, nhưng mà xin đi điếm rất là nhiều ngã, đó là ngã 5 Phan Văn Trị, Nguyễn Văn Học, và con đường Chu Văn An nữa. Đây là con đường Tăng Bạch Hổ. Mấy bữa thì có một chú nói là có một cái địa chỉ để xin đi xem lại nha, sẵn tiện thì quay gửi chú luôn, coi số nhà là bao nhiêu. 2/14 Tăng Bạch Hổ. Đây là một con đường Tăng Bạch Hổ. Con đường này nhỏ thôi, nó giao giữa, nó nối giữa con đường Phan Văn Trị và Lê Quang Định. 2/14 2A. Số mấy đây? Số 2. Đây 2/14 mình quẹo vào đây. Đây là có một cái địa điểm quanh cà phê quanh đầu hẻm 2/14. Trên 20 2/18. Hai trên bốn. Đây 2/14. Đó. 2/14 rất may mắn tìm ra cái nhà. Bây giờ một cái nhà lầu cũng rất là cao. Rồi chúng ta đi ra. Cái tường cũ nè, cái tường cũ của Mạnh Phương người ta. Tại sao mà Sunny rành cái con đường này? Năm 2000, khoảng năm 2000, 2002 đến 2002-2004 đó, Sunny thường đi vào con đường này để đi uống cà phê. Có một cái quán rất là đẹp, đó là cà phê Lắc, Hồ Lắc ở Tây Nguyên đó, thì Buôn Mê Thuột đó. LAK Lắc đó. Không biết cà phê đó giờ chắc không còn rồi.
bây giờ nó trở thành một cái biệt thự rồi, một cái nhà xám xám ở bên trái rồi. À, nó trở thành một cái nhà biệt thự rồi. Đó, đi thẳng ra con đường Lê Quang Định. Rồi, Sunny sẽ quẹo lại. Quẹo lại ngã tư Bình Hòa nha anh chị ha. Rồi, rất là vui thực hiện cho cô chú số nhà 214 Tăng Bạch Hổ. Đây có thể là đây là một cái cây đa lâu năm. Ngay chỗ nơi đó có một cái chùa Pháp Hoa Thiền Viện, và đây là quán cà phê Oanh, cà phê nhà ăn sáng, cà phê Oanh. Quán này cũng lâu lắm rồi, mà ngày xưa quán nó cũng lụp sụp. Đây ngã tư Bình Hòa, trước mặt bên phải là có một cái ngôi chùa rất lớn, đó là chùa Hòa Khánh. Và tới giao lộ ngã tư Bình Hòa thì Sunny cũng thân ái mến chào anh chị và các bạn. Rất là vui thực hiện các clip này, đôi khi là nhìn lại những cái địa danh của gia đình xưa thì để chúng ta ôn lại kỷ niệm, những kỷ niệm đẹp ngày ấy, và để chúng ta so sánh ngày hôm nay như thế nào. Và ngã tư Bình Hòa này cũng khép lại video clip này. Nhưng các clip này thì Sunny cũng kính chúc cô chú anh chị và các bạn luôn lúc nào cũng vui vẻ, sức khỏe, bình an và hạnh phúc. Để ủng hộ kênh thì anh chị nhớ đăng ký kênh nếu chưa đăng ký, hoặc là chia sẻ cái clip này đến những bà con mà ngày xưa ở gia đình Sài Gòn. Thân ái mến chào, hẹn gặp lại trong những video clip sau. Bye bye, hẹn gặp lại. Lời Chân Long đây. Dạ dạ, cảm ơn. Đây, Lời Chân Long em. Đây. Dạ dạ, dạ.